U17 Công an Nhân dân đã vươn lên dẫn trước 2-0 từ các pha lập công của Văn Phương và Bảo Trung. Tới phút 55, Quốc Huy rút ngắn cách biệt cho U17 Đồng Tháp. Nhưng bàn thắng của Xuân Thịnh 7 phút sau đó đã chính thức dập tắt mọi hy vọng có điểm của nhà đương kim vô địch. Chiến thắng 3-1 giúp U17 Công an Nhân dân đứng ở vị trí thứ 2 sau U17 Thành phố Hồ Chí Minh. Đội